Xin chào tất cả các bạn thân yêu. Tối nay thật sự là một tối rất là đặc biệt. Và qua 8 năm đồng hành, các bạn đồng hành cùng với văn phòng. Và thật là xúc động khi Liên được đứng ở trên đây. Liên được sự hỗ trợ từ phía các bạn rất là nhiều. Và tài sản lớn nhất của Liên đó là tất cả các bạn. Nhưng Liên cũng không quên được người mà dẫn dắt Liên vào trong công việc này. Đó là anh Phạm Phú Cường. Xin các bạn cho anh Phạm Phú Cường một tràng vỗ tay ạ. Người ta nói là giọt trước nó nhỏ ở đâu thì giọt sau nó nhỏ y như vậy. Và Liên được ngày hôm nay bởi vì Liên ở trong một cái môi trường tốt. Và cho đến bây giờ Liên cũng cảm thấy rằng Liên được làm việc với một công ty Budeso, là một cái tập đoàn tài chính lớn. Liên được tôi rèn bởi vì cái công việc của chúng ta giữa cái có và cái không ở trong gang tấc. Chính vì như vậy mà khoảnh khắc chúng ta đang có mặt ở đây, đó là một khoảnh khắc cực kỳ quan trọng. Và tất cả các bạn là những người tạo nên thương hiệu Budeso ngày hôm nay. Và chính các bạn là người tạo nên văn phòng Thanh Khê Liên Chiểu ngày hôm nay. Xin cho các bạn cho chúng ta một tràng vỗ tay ạ. Tuy nhiên nếu mà nói về sự thành công thì như các bạn cũng biết, một mình chúng ta sẽ không bao giờ làm được việc gì cả. Và khi chúng ta ra đời thì các bạn biết từ đâu ạ? Từ hai người mới có được chúng ta ngày hôm nay. Cho nên chính vì như vậy không có lý do gì chúng ta phải làm việc một mình, không có lý do gì chúng ta phải đơn độc. Và Liên cũng cảm ơn về phía văn phòng cũng hỗ trợ, của công ty hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều. Bên cạnh đó Liên cảm ơn AD cũng như Bích Trâm đã cùng đồng hành với văn phòng chúng ta. Và Liên cảm nhận được tất cả ai về văn phòng của chúng ta rồi cũng sẽ yêu chúng ta, đúng không các bạn? Tại sao họ yêu chúng ta? Bởi vì chúng ta là người sống chân tình và luôn luôn biết ơn người khác. Bên cạnh đó, Liên cảm ơn tất cả các trưởng ban là những người dẫn dắt đội quân của mình và làm cho cái sự hùng mạnh đó cũng từ phía của tất cả những người dẫn dắt. Bên cạnh đó, cho Liên gửi lời cảm ơn tất cả những người chồng, người vợ đã đồng hành, đã giúp đỡ cho chúng ta để mà chúng ta có ngày hôm nay. Tuy nhiên, một mình Liên cảm ơn vẫn chưa đủ. Bởi vì sau lưng Liên là có một gia đình, và không những gia đình mà cả con và cả cháu. Thì nhân đây Liên cũng, đây là năm thứ 8, là một năm cực kỳ là đặc biệt. Và Liên nghĩ đây là tiền đề của những năm tiếp theo. Và Liên chắc chắn rằng Thanh Khê Liên Chiểu sẽ thay đổi, và thay đổi một cách chóng mặt. Và chúng ta chắc chắn sẽ là người đứng đầu tại Đà Nẵng. Và chính vì như vậy mà hôm nay Liên muốn mời ông xã Liên tới đây để mà cùng Liên tri ân và giới thiệu về cảm ơn tất cả các bạn. Và xin mời ông xã ạ. Những gì nói thì nhà tôi đã nói với tất cả các bạn rồi. Riêng cá nhân tôi thì xin tri ân đến tất cả những người đã làm nên Prudential Việt Nam, trong đó có Thanh Khê Liên Chiểu. Từ tấm lòng của mình rất tri ân đến tất cả mọi người, những người làm nên một sự nhân văn cho xã hội, đem lại niềm vui, sự khích lệ cho tất cả những người dân Việt Nam. Thay mặt cho nhà tôi, thay mặt cho công ty Prudential Thanh Khê Liên Chiểu, chúng ta chuẩn bị bước vào năm mới, xin chúc tất cả mỗi chúng ta đều nhận được những niềm vui, bình an và hạnh phúc ở trong cuộc sống. Xin trân trọng kính cảm ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn ông xã rất là nhiều. Bên cạnh đó có một tí miếng con người thầm lặng. Liên muốn nói đến tất cả những nhân viên của Liên. Có những người đồng hành với Liên trong suốt 8 năm. Đó là Hồng Thạc. Xin các bạn cho Hồng Thạc một tràng vỗ tay ạ. Và bên cạnh đó là Liên có một cái đội ngũ mà Liên nghĩ là hôm nay chúng ta được ngồi ở đây, chúng ta có được cái buổi tiệc như thế này, đó là cái sự đóng góp của nhân viên của Liên rất là lớn. Liên không có gì ngoài sự chân thành và cảm ơn. Bên cạnh đó Liên cũng cảm ơn một người bạn Liên từ phương xa về cũng đến đây để mà chung vui cùng với Liên.
Xin bạn Ly đứng để cho các bạn vỗ tay ạ. Liên cũng xin cảm ơn là Phùng Anh Thắng là một SM của Liên đã cộng sự Liên trong suốt 2 năm qua, cũng để lại cho Liên rất là nhiều cái ấn tượng và sự tin tâm. Mời Thắng lên này. Hôm nay chúng ta được ngồi ở đây, chúng ta trở thành là một nhà, mặc dù đó là hai văn phòng Thanh Khê Liên Triệu, nhưng Liên vẫn mong Liên có một cái chỗ đứng ở trong lòng các bạn. Hãy yêu Liên giống như Liên đang yêu các bạn. Và hơn nữa, chúng ta hãy vì nhau để rồi chúng ta có một cái văn phòng Thanh Khê Liên Triệu thật sự là ấn tượng. Và Liên nghĩ nguyên tắc cuộc sống của chúng ta, mỗi một năm chúng ta tổ chức sinh nhật, chúng ta lại nói về lời cảm ơn. Và cái sự cảm ơn mỗi ngày đó làm cho chúng ta, cuộc sống của chúng ta trở nên giá trị hơn, trở nên yêu thương nhau hơn. Và chỉ nơi nào có tình yêu thì nơi đó có tất cả. Và cái tài sản lớn nhất của Liên, Liên được làm được đó là do các bạn. Và chính các bạn là cái nỗi niềm mà đôi lúc Liên phải khắc khoải. Đôi lúc Liên cảm thấy lo lắng, bởi vì Liên không biết là mình có dẫn cái đoàn quân này đi có thuộc được hay không. Nhưng Liên được sự động viên rất là lớn. Mỗi buổi sáng Liên nhận được một cái tin nhắn của Nguyễn Phục, tự nhiên là nước mắt Liên rơi xuống, bởi vì Liên cảm thấy là ô tự nhiên có một người cảm động và hiểu được lòng mình. Và chính vì như vậy, Liên mong muốn chúng ta hãy gắn bó với nhau, mỗi ngày chúng ta thắt chặt nhau nhiều hơn. Và nghĩa vụ chúng ta mỗi ngày phải đi ra ngoài để làm sao mỗi người dân Việt Nam mình đều có bảo hiểm. Và khi người ta có bảo hiểm, đó là trọng trách của chúng ta đã làm xong. Và Liên mong muốn mỗi chúng ta mỗi ngày hãy có nhiều tình yêu hơn, hãy có nhiều sự chia sẻ hơn, để rồi chúng ta thành công. Bởi vì chúng ta đang được đứng trên vai người khổng lồ. Cảm ơn Vodeso, cảm ơn tất cả các bạn. Và cảm ơn nhân viên của Liên. Chúc các bạn thành công ở tháng 12. Cho Liên, sau đây cho Liên chiếu một cái đoạn băng video. Xin mời các bạn.